Xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5-7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 31 mã sản phẩm. Em xin phép lên mã đầu tiên của ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một mã chuyên dùng để mình cắt ống đồng hoặc là có thể cắt được cả ống nhựa ha các anh. Cái dòng này là nó là của nhà Rigid, hàng của Mỹ giúp em nha các anh. Made in USA, hàng của Mỹ ha. Đây các anh có thể thấy nè. Đó, The Rider Tool Company ha. Đây, đó, của công ty của Mỹ nè, hàng dòng của Rigid nè, các anh thấy không? Ngon lành cành đào ha. Con này thì nó sẽ cắt cái ống từ 6 cho tới 66mm, tương đương là 1/4 cho tới 2/5/8 ha các anh. Có nghĩa là thuộc size dài đó, nó cắt lên tới phi 66 là các anh thấy con này nó khỏe với lại nó cắt ngon cỡ nào ha. Đó, thân con này thì nó dạng là hộp kim nhôm giúp em ha. Thì con này nó sẽ có hai cái chế độ cắt. Chế độ thứ nhất là các anh có thể là mình xoay ở đây nè, là nó sẽ đi theo cái kiểu là nó đi theo cái kiểu là kỹ thuật bình thường ha. Còn cái thứ hai nè, các anh chỉ cần bấm cái này lên đó là nó có thể lít nhanh được, để mình có thể là mình lấy được cái kích thước nó nhanh hơn ha các anh. Đó, đây về phần lưỡi cắt còn rất là đẹp nha các anh. Đây các anh thấy lưỡi cắt con này là còn ngon giúp em ha. Đó, nó có một cái cây đây để các anh có thể remove này, mở các kiểu. Và con này thì nó sẽ có thêm một cái lưỡi dự phòng cho các anh nữa, là tổng hai lưỡi đó ha các anh. Đó, đây, đó, ngon lành cành đào giúp em. Con này thì dài của nó ở chế độ bình thường là tầm khoảng 21cm ha các anh, 21cm. Hàng của nhà Rigid, cắt ống đồng hoặc cắt ống nhựa đều được, mã 1. Giá của nó là 500.000 nha các anh. Con này mã 1 500.000 ạ. Và mã số 2 là một con kìm nguội của nhà K3 ha. Dòng kìm này thì về răng lợi lưỡi cắt là còn rất là đẹp ha. Đây các anh thấy này, made in Japan này. Bên trong răng lợi con này là còn tốt hết nha các anh, không có bị xước mỉ, không có bị cuồn lũn hay gì hết ha. Phần lưỡi cắt là còn ngon này, lưỡi cắt khít không có bị hở này. Đó, các cái đầu kìm nghèm dưới là các anh thấy là còn nguyên si, ngon lành cành đào giúp em ha. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 21cm. Con này mã số 2 nha các anh, mã số 2. Giá của nó là 250.000 ạ. Mã 2 250.000. Và mã số 3. Mã số 3 là một cái con cờ lê, một cái con khóa nó đa năng nha các anh. Dòng này thì nó sẽ dùng cái cơ chế là nghèm thẳng như thế này ha. Đó, thì khi mà các anh di chuyển thì cái con này nó sẽ chạy lên nè. Thì cái kích thước của nó sẽ từ 0 cho tới 25mm, tương đương cho 0 cho tới trên 1/4 in luôn ha. Đây các anh có thể thấy nè, đó, xài hệ mét nhiều ha. Thì cái con này nó có thể là dùng để kẹp rồi lông rồi các kiểu đó ha các anh. Thì đối với cái dòng này nó sẽ kẹp chắc hơn và nó có thể là kẹp được ở các đa dạng cái hình của cái con bu lông hơn ha các anh. Đó, đây bên đầu bên đây cũng vậy, nó sẽ có hai đầu. Con này thì bên đầu bên đây nó sẽ kẹp từ 0 cho tới 15 ha, một đầu lớn hơn và một đầu nhỏ hơn giúp em này. Đây, khi mà các anh xài thì anh mình chỉ cần xoáy lên như vậy thì nó sẽ tự nó click được ha. Đó, rất là ok luôn. Con này tổng chiều dài của nó ở đây là 20cm ha các anh, mã số 3 giúp em ha. Con này mã số 3 hoạt động là ok hết nha. Nó sẽ có hai đầu nha các anh. Nó sẽ có hai đầu để các anh có thể làm việc được ha. Đó. Mã số 3. Dòng này giá của nó là 380.000 nha các anh. Mã 3 380.000. Và mã số 4 là một con cút chim. Dòng này là hàng còn mới cắm luôn nha các anh. Đây các anh thấy nó sẽ còn hai bên đầu này nó sẽ còn nguyên si này. Đó, đây để mở cái đầu bọc đây ha. Đấy, các anh thấy không? Đó. Đây đây này. Đó. Còn rất là ok, bên đây là cũng là một cái đầu cút chim này, các anh thấy không? Thì con này các anh có thể dễ dàng để mình mang đi rừng á, mình đi chơi đi phượt mang đi rừng, hoặc ở nhà mình các anh hay làm vườn hoặc đi cuốc đồ các kiểu thì mình cũng có thể, cái con này nó cũng là một cái con nó nhỏ gọn dễ mang theo được nha các anh. Đó, cán của nó sẽ là phần cán gỗ với tổng chiều dài của nó là 38cm,
với cái phần lưỡi cuốc ở đây là tầm 22,5 cm ha các anh. Chiều rộng của nó là tầm 3.5 ha. Đó, con này mã số 4 giúp em, giá của nó là 350.000 nha các anh, mã số 4 350.000 ạ. Và mã số 5 là một con cưa ngắt với hiệu suất tuyệt vời của nhà Silky nha các anh. Cái dòng này là thuộc cái phân khúc cao cấp nhất của cái hãng Silky này nha các anh. Đó, thì các anh, như các anh thấy là con này nó có rất là nhiều đặc điểm của một cái dòng cưa mà đạt cái hiệu suất tương đương với một con cưa lớn ha các anh. Thì các anh thấy cái tên của nó là Tsurugi. Đó, cái tên này á là nó được đặt theo tên của một cái thanh kiếm hai lưỡi của Nhật Bản từ cái thời xa xưa, để chứng minh cho cái gọi là nó cũng giống như là một cái biểu trưng cho cái dòng cưa này nó bén như thế nào, đạt hiệu quả như thế nào ha các anh. Đó, thì đối với cái con này người ta gọi là một cái con cưa nhẹ lưỡi hẹp ha, và cái hiệu suất của nó sẽ tương đương như một con cưa lớn. Các cái răng của nó là cực kỳ bén ha các anh nào mình đã xài cái dòng rồi, cực kỳ bén ha. Đây là một trong những cái con mà nó có thuộc cái phân khúc giá cao cấp nhất của cái nhà Silky này luôn này các anh, rất là xịn ha. Đó, thì cái con này nó thiết kế với cái dòng lưỡi hẹp như thế này để nó có thể cưa được cả những, nó có thể cắt tỉa chính xác được những các cái cành, các cái gỗ, ngay cả trong những cái môi trường chật hẹp nhất, có nghĩa là khi mà các cái cây á nó mọc ngắt lên rất là nhiều thì con này nó đều có thể đưa vào nó cưa được, và nó không có bị ảnh hưởng các cái chi đối diện ha các anh, nó không có bị làm giảm hiệu suất nó của cái công việc của các anh, cũng như nó không có làm hư các cái cây hoặc là các cái nhánh cành, các cái chi đối diện của cái con này ha. Thì với những cái sự khéo léo này thì cái thiết kế này nó làm cho cái con cưa này nó đạt được một cái độ cân bằng hoàn hảo ha các anh. Đó thì với cái lưỡi kiếm, với cái lưỡi cưa như em đã nói ha, cái lưỡi cưa như em đã nói thì con này nó sẽ có một cái độ cứng rất là cao, và các cái răng của nó đạt cái độ bén như dao cạo ha. Hiện tại các anh thấy cái răng lợi con này là còn y nguyên này, các anh thấy không, rất là đẹp nha, răng lợi con này là còn y nguyên, rất là đẹp, cực kỳ bén. Riêng con này mà không bén em cho trả lại luôn nha các anh. Đó, em bao gọi là bao cưa bao cắt cho các anh đối với cái dòng này ha. Đây, và cái thứ hai, cái đặc điểm của con này nữa là các anh có thể thấy là ngay cái phần tay cầm của con này là không hề có một cái sự xuất hiện của một con bu lông ốc vít nào cả ha các anh. Thì nó chỉ có hai cái bộ phận là gọi là cao su, và nó bặc luôn vào trong cái phần lưỡi này, nên là nó tạo cho cái con này một cái độ hoàn hảo rất là cao ha các anh, rất tiện lợi và không có cần phải gắn thêm một cái công cụ, hoặc là không có cần phải lo là mất cái ốc hay là mất cái vít gì kiếm ở đâu thay, không có cần thiết ha các anh. Đó, nó đã được bao sạch sẽ trong đây luôn rồi cho các anh nha. Đây, để em mở là cho các anh thấy nè. Đây, các anh thấy không? Đó, nên là các anh cứ muốn thay lưỡi hay như thế nào đó thì mình cũng chỉ cần gỡ ra mình thay lưỡi thôi. Đây, đó, nó là hai cái mảnh tách biệt lại với nhau như thế này. Đó, nó tạo cho con này một cái độ cân bằng hoàn hảo nhất của nó ha các anh. Đó, thì nếu mà các anh nào mà mình có xài con này rồi thì các anh biết là ngay cả cái phần tay vỏ này thôi là hãng nó cũng bán giá rất là cao rồi, chưa tính cái lưỡi ha các anh, chưa tính cái phần lưỡi ha. Thì bây giờ em sẽ đo cái tổng chiều dài của con này. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 38 cm, với phần lưỡi của nó sẽ là lưỡi con này nếu mà tính dài hết á, là khoảng là 21 cm, còn nếu mà tính lưỡi ngay phần răng không là khoảng 20 cm ha các anh. Đó, con này là một trong những cái con mà em nói cái lưỡi cắt nó bén là không con nào lại nó luôn đó các anh. Đó ha. Dạ rồi, mã này là mã số 5 giúp em ha. Đó, con này anh nào mình gọi là thích một cái con hiệu năng đẹp, chất lượng, bền, tốt, chốt giúp em con này nha các anh. Đó, chốt giúp em con này, một con cưa cao cấp của nhà Silky giúp em. Dạ rồi, con này mã số 5, giá của nó là 550.000 nha các anh. Các anh biết là các cái dòng cưa ngắt khi mà nó đạt cái hiệu suất cao ở cái phần lưỡi, nó sẽ gọi là nó lưỡi nhỏ như thế này thì cái chất thép của nó cực kỳ tốt nha các anh. Đó, đây là một cái dòng gọi là cao cấp ha các anh. Đó, mình có thể đây đó, tên số hiệu của nó các anh cũng có thể tự mình tìm hiểu ở trên các cái trang mạng được ha. Con này mã số 5 giúp em nha các anh.
Dạ, mã số 6 nha các anh. Mã số 6 là một con mỏ lết của Proto. Các anh thấy về phần ngoại hình con này rất là đẹp ha. Proto là một cái thương hiệu đến từ Mỹ giúp em này, Made in USA. Một cái con mỏ lết với vẻ ngoài rất là đẹp, size 10 in tương đương với nó là khoảng tầm là 25,5 cm nha các anh. 25,5 cm ha. Về các anh coi phần ngà miệng này. Trời ơi, ngà miệng con này là quá đẹp luôn, là xuất sắc chưa? Các anh thấy không? Ngà miệng này. Đó. Bao ngon cho các anh ha. Đây, bên trong đây. Các anh thấy không? Đó. Trời ơi, con này nó đẹp như mới luôn các anh ơi, quá trời xuất sắc rồi. Tổng chiều rộng, cái rộng ngàm ha, rộng ngàm con này là ba tầm 2,9 gần 3 cm, 3 cm đó các anh, nó cũng tầm tầm đó ha. Đó, ngon lành cành đào. Mã số 6 giúp em nha các anh. Con này mã số 6, con mỏ lết Mỹ Proto, giá của nó là 400 nghìn nha các anh. Mã 6 400 nghìn ạ. Và mã số 7 là một con tu ha, con này là con tu lấy dấu thủ công này, với các cái đầu đóng là còn đẹp nha các anh. Đó, con tu lấy dấu hàng của Nhật giúp em ha. Dòng này là tu lấy dấu hàng của Nhật nè. Đó, với cái phần mũi ở đây là nó còn mũi là còn 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 zin luôn này, các anh thấy không? Con này là còn chưa chút nhọn nữa này ha. Đó, đó anh nào mình thích chút nhọn thì cứ nhắn cho em thì em sẽ chút nhọn cho các anh ha. Đó, tổng chiều dài của mã này. Tổng chiều dài của mã này là 15 cm nha các anh, 15 cm. Mã số 7 giúp em ha. Con này mã số 7, giá của nó là 150.000 ạ. Mã 7 150.000. Và mã số 8 là một con kìm mỏ quạ bằng đồng nha các anh. Con này là một con kìm mỏ quạ bằng đồng. Con này hàng của nhà Emco giúp em ha, một thương hiệu đến từ Mỹ. Dòng này là một cái con kìm mỏ quạ đồng của USA ha các anh. Nên là cái phần chất lượng của nó rất là tốt ha, ngon lành cành đài, các anh thấy không ạ? Rất là đẹp nè. Bên trong răng lợi là vẫn còn ok giúp em ha. Đó, để các anh có thể là mình làm việc và sử dụng. Thì nói về các cái con gọi là các cái con tun bằng đồng như thế này thì trước hết nó sẽ có một cái gọi là nó có một cái vẻ đẹp ha, rất là sang trọng. Là cái thứ nhất để mình các anh có thể là dùng để decor được này, hoặc là mình sưu tầm những cái dàn bằng đồng này nó gọi là rất là xịn ha. Cái thứ hai á là cái con này nó sẽ không có từ tính và nó sẽ không tạo ra tia lửa. Nó làm việc cực kỳ an toàn ở trong các cái môi trường mà ví dụ như là các anh làm ở trong các môi trường mà nó nếu mà chỉ cần tạo tia lửa thôi là nó đã có thể gây tai nạn, ví dụ như là xăng dầu các kiểu ha. Đó, thế ví dụ vậy đó, thì cái con này là nó sẽ không có từ tính và nó sẽ không có tạo ra tia lửa, nó làm việc cực kỳ là an toàn luôn nha các anh, rất là an toàn ha. Đó, mã số 8 giúp em này. Con này tổng chiều dài là 26 cm nha các anh, 26 cm. Mã số 8 giúp em ha, một con kìm mỏ quạ ha, gọi là con cờ lê luôn á, bằng đồng ha các anh. Và mã số 9 là một con tay lắc KTC. Con này thì dài tổng là 25 cm. Đầu của nó là đầu 1 phần 2. Ngoại hình đẹp nha các anh. Trời ơi, con này mà các anh chê nữa là không có con nào đẹp hết trơn luôn á. Đây, các anh thấy về phần ngoại hình, ở ngoài nó sẽ được mạ một lớp chrome giúp cho cái con này hạn chế bị rỉ sét, và nó có thể tăng được cái tuổi thọ của con này lên ha. Đó, hoạt động là ok, ngon lành cành đào nha các anh. Hàng ở KTC thì không có gì để chê rồi. Mã 9, mã này giá là 300 nghìn giúp em ạ. Mã số 9 300 nghìn. Và mã số 10 là một con vòi xịt nước của nhà Kakudai ha. Dòng này là Kakudai, hàng của Nhật Bản giúp em nè, Made in Japan. Các anh thấy về phần ngoại hình con này vẫn còn rất là mới và đẹp ha. Đó, thì khi mà sử dụng thì về mình chỉ cần gắn cái đai nước vào đây rồi mình xài thôi, rất là dễ dàng ha. Đó, hàng là còn này, các anh thấy là còn nguyên si rồi, rất là đẹp, ngon lành cành đào. Và đây là các cái chốt là bằng đồng này, các anh thấy. Thì đối với cái con này á, ngoài việc là các anh có thể điều chỉnh ở cái phần chốt này ra thì ở đây nó sẽ còn lấy được cái áp lực ở bên ngoài vô này, các anh thấy không? Đó, thì với cái việc này thì nó giúp cái con này nó hoạt động trơn tru và các cái phần nước của nó ra rất là đều ha các anh. Đó, rất là đều, và các anh có thể cũng tự mình điều chỉnh được cái cường độ nước của nó luôn. Nên con này dùng để mình tưới cây, tưới hoa, tưới rau các kiểu đều được ha. Làm bonsai cây cảnh hoa hòe các kiểu ở nhà mình con này là ok rồi các gan. Nó dài tầm khoảng 17,5 18 cm á. Con này mã số 10 nha các gan, mã số 10 giá của nó là 430.000 ạ. Mã 10 430.000.
Dạ, mã 11 là một con kìm, con cá gọi là con kìm đa năng. Dòng này là hàng của nhà KTC giúp em, size là 20 sen, hàng của Nhật ha. Thì các anh thấy là đối với con này thì nó sẽ có hai cái nấc ngàm như thế này để các anh có thể làm nè. Đó, đây là bên trong răng lợi. Răng lợi con này là vẫn còn ok giúp em ha. Đây thì nó bị cái chỗ này nó hơi bị méng nhiều một xíu mà không có ảnh hưởng gì đâu ha các anh. Thì cái dòng này nó sẽ có thể dùng để mình kẹp giữ vặn đều được, khá là đa năng luôn các anh thấy không. Nó sẽ có những cái lỗ nhỏ, lỗ trung bình và lỗ lớn, và đây là các cái đầu kẹp khít nè. Đó, thì cái con đối với cái dòng này thì khi mà các anh xài thì nó ứng dụng được khá là nhiều ha. Mã 11, mã này giá là 300 nghìn nha các anh, 11 300 nghìn. Dạ, 12 là một con kìm cắt của nhà Mary giúp em ha. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 19 cm, tầm khoảng 19 cm. Ở đây là về phần lưỡi cắt này, đây các anh thấy không, lưỡi cắt là vẫn còn ok này. Đó, các anh thấy khít chứ nó không có bị hở ha. Bên trong cái phần lưỡi này, các anh thấy phần lưỡi con này là vẫn còn cắt tốt này ha. Đó, đây. Đấy, nó không có bị hở này, các anh thấy không, nó rất là khít ha. Thì các dòng Mary này cái chất thép của nó rất là tốt rồi, nên khi mà canh cắt thì cái hiệu suất cắt của nó vẫn còn ngon ha. Mã 12 giá của nó là 280.000 nha các anh, 12 280.000. Dạ, 13 là một con kéo cắt tôn cộng lực, dòng này là của nhà Enoski ha. Con này nếu mà anh nào mình đang làm chuyên về xưởng mình cắt tôn hoặc là mình đi làm nhiều luôn á, thì đây là một cái con kéo rất để các anh, rất là đáng để các anh có thể cân nhắc để mình mua ha. Cái con này nó có một cái độ bền và nó đạt cái hiệu suất cắt rất là tốt nha các anh. Đó, nó sẽ có những cái lò xo trợ lực thêm cho các anh nữa nè. Đó, con này rất là hay nha các anh, con này nó rất là hay luôn. Đây các anh thấy nè, đó anh thấy không, cực kỳ là ok ha. Đây, lò xo sẵn, nó có một cái lò xo sẵn rồi, nếu mà anh nào có nhiều ăn nó mình thích mình sẽ bỏ thêm những cái lò xo ở đây nữa, nhưng mà con này nó có một cái lò xo sẵn rất là xịn sò ở đây rồi. Các anh thấy này, cắt rất là êm ha. Và về phần lưỡi của con này là lưỡi đẹp này. Đó, các anh thấy không, lưỡi đẹp không có bị sứt mẻ ha, các cái chất thép rất là tốt, ngoại hình đẹp luôn. Đây, ngoại hình con này là không có gì để chê nha các anh. Đó, rất là ok, hàng của Nhật Bản giúp em này, made in Japan. Tổng chiều dài của nó là 26 cm. Đó, thì các anh thấy ngay cái dáng con này khi mà đưa lên là nó nhìn đã rất là khác biệt rồi. Về cái phần chất thép, các anh thấy là nó có những cái lớp, nó sẽ có những cái đường phân khúc của nó như thế này, để khi mà canh cắt nó uyển chuyển, nó làm rất là ngon ha. Mã 13 giúp em nha các anh, con kéo cắt tôn mã 13 ha. Và mã số 14 ha các anh. Mã số 14 là một cái con đuôi chuột ha. Đây là một cái dòng đuôi chuột tự động 4 số của nhà NJK. Thông số của nó sẽ là 17, 21 và 19, 24. Nó sẽ gồm có bốn cái đầu, các anh thấy là các cái đầu của nó là con rất là đẹp này. Đấy, ví dụ như các anh khi mà mình chỉ cần giật lên là được ha. Đó, đây các anh thấy không? Đó, các cái đầu giật lên rất là đẹp này, động là ok hết ha. Đó, còn ngon nha các anh. Đối với dòng này chất thép thì vô cùng dày dặn rồi, để các anh có thể làm việc mở ra mở vô rồi xoáy các kiểu, con này là ngon hết ha. 20, chiều dài của nó là 24 cm. Mã số 14 giúp em nha, mã 14, con này giá là 400 nghìn ạ. À, mã 14 400 nghìn. Dạ, mã số 15 là một cái dụng cụ dùng để các anh có thể là mình gắp các linh kiện ở trong cái ngóc ngách ha, hoặc là nếu mà ứng dụng trong gia đình thì mình có thể là thông cống rồi mình gắp tóc, gắp đồ, các cái đồ hoa thì nó rất là ok. Con này ví dụ như là trong công việc thì mình dùng để mình gắp ở trong những cái ngóc ngách đó các anh, những cái đinh tán, ốc vít các kiểu ha, để nó gắp ra này trong các cái góc hẹp sâu đó. Đây thì các anh thấy này, đó, cái này nó có thể uốn éo được, di chuyển được ha, nên cái con này là nó khá là linh hoạt luôn để mình có thể làm việc. Tổng chiều dài của con này nó lên tới khoảng tầm là 51 cm lận nha các anh, nó dài hết tầm khoảng 51 cm, các cái đầu ba chấu này gắp rất là chắc ha. Con này mã số 15, giá của nó là 250.000 nha các anh, 15 250.000 ạ. Và mã số 16 là một con dũa, con bèo ha. Con này là hàng của nhà Shinto giúp em này, con này là của Shinto Nhật Bản. Con này các anh có thể dùng để mình bèo gỗ được này, bèo nhựa hoặc thạch cao đều được. Thì nó sẽ có hai cái phần lưỡi ở đây, một là cái lưỡi thì nó sẽ nhiều răng và mịn, một cái lưỡi thì nó sẽ các cái lưỡi của nó sẽ thưa và nó sẽ
gọi là nó lớn hơn ha. Đó, một cái lưỡi mịn, một cái lưỡi lớn hơn là các anh thấy, thì nó sẽ phù hợp vào trong từng các cái giai đoạn cũng như là từng các cái phân khúc công việc khác nhau để mình có thể làm ha. Nên là cái dòng này thì nó hai trong một, như vậy thì nó đa năng, nó giúp các anh làm nó chuẩn hơn. Tổng chiều dài của con này là 40 cm lận với phần lưỡi của nó là 27,5 cm ha. Con này mã 16 giúp em này, con này nó có thể bào thẳng hoặc là bào chi tiết đều được. Mã 16 giá là 280.000 nha các anh, 16 280.000. Và mã số 17 là một con lã ống đồng ha. Dòng này là lã ống đồng của nhà Esco giúp em ha. Các anh thấy là về phần ngoại hình là con này vẫn còn rất là đẹp, chuẩn chỉ để mình có thể làm việc. Thông số của nó là 3/4 nè, 5/6, 1/2, 3/8, 5/16, 1/4 và 3/16 ha. Con này là của Esco luôn này các anh. Đó, các anh thấy không? Đó. Thì đây là về phần ngoại hình con này thì vẫn còn khá là ok ha, để mình có thể làm việc và sử dụng. Cái nó sẽ hơi bị rổ rổ ở một số cái chỗ này chút xíu này, nhưng mà bên trong những cái đường này thì nó vẫn còn rất là ok ha, để mình có thể làm việc nha các anh. Đây các anh thấy nè, nó chỉ bị rổ cái bề mặt này thôi, chứ còn trong những cái hóc rồi ren riết là đều là còn đẹp này, các anh thấy không? Đó, rất là ok nha. Dạ rồi, con này mã số 17 giúp em nha, mã 17. Mã này giá của nó là 950.000 giúp em ạ, 17 950.000. Và mã số 18 là một con kìm cắt cộng lực của nhà Fujiya nha các anh. Đó, hàng của Nhật giúp em này. Về phần ngoại hình là còn rất là mới và đẹp luôn nha các anh, xuất sắc ha. Ngay cái phần các cái phần chất tay cầm này, khi mà các anh cầm á thì nó rất là vừa vặn với cái bàn tay mình luôn, nên khi mình xài á nó không có bị mỏi ha, và nó đúng cái lực để mình có thể cắt này. Tổng chiều dài là 20 cm. Bên trong cái phần lưỡi cắt thì các anh thấy là quá tuyệt vời rồi ha. Lưỡi cắt con này còn đẹp nè, nếu mà cắt cái dạng mà cắt đồng, cắt đồ á thì nó sẽ cắt được lên tới phi 7 này. Nếu mà cắt cái dòng mà dạng cắt lò xo đó thì nó cắt khoảng tầm 1.2 cho tới tầm 2 ha. Đó. Rồi nếu mà cắt cái kép dẻo thì vẫn là 7 ly luôn ha. Còn một số cái kép bình thường khác thì nó sẽ cắt là tầm là 4 ly ha. Đó. Con này mã số 18 giúp em ha, giá là 350.000 nha các anh, 18 350.000. Và mã số 19 là một con khò ga ha. Dòng này là hàng của Nhật giúp em này, Prince ha. Con này hàng của Nhật full tim mạc, đây các anh thấy không nè. Đó, ngon lành cành đào. Nó có đầy đủ các cái đầu rồi, đầy đủ hết. Đây là bằng đồng này các anh thấy. Con này nó sẽ có đánh lửa tự động nha các anh. Đây, dòng này có đánh lửa tự động ha. Đây thì nó hơi nhỏ thành ra mình hơi khó thấy. Ở đây này. Đó, các anh thấy không? Đó. Đó, nó có đánh lửa tự động ha. Đây là cái đầu để mình gắn này, mã 19, hoạt động ok, ngon lành cành đào ha, khò ga. Giá của nó là 480.000 giúp em nha các anh, khò ga đồng ha, mã 19, 480.000. Có vặn chỉnh gió nè, đó, có vặn chỉnh gió, rồi là có cái đánh lửa tự động luôn ha các anh. Và mã số 20 là một con thước gắt của nhà Shinwa nha các anh, made in Japan. Đó, con này thì nó là thép không rỉ, nó sẽ đo gấp là 45 hoặc là 120, đo trong ngoài đều được nha các anh. Đó, với cái bề mặt ở đây thì nó sẽ khắc nè. Đó, các anh thấy các bề mặt ở đây là nó sẽ khắc. Đó, thì với cái như thế thì khi mà các anh làm nó không có bị bay, không có bị mờ ha. Các cái đế đồ ngon lành hết. Mã 20, con này hàng đẹp ha, giá là 180.000 nha các anh, 20 180.000. Và mã số 21 ha các anh, mã số 21 là một con compa, một cái bộ compa. Hàng này là hàng của Nhật Bản giúp em này. Bộ này còn rất là đẹp luôn nha các anh. Bộ này thì nó sẽ gồm một compa, một chân và một cái bộ mũi như thế này nè. Các anh thấy này, nó có một cái hộp mũi như thế này ha. Đó, thì con này nếu như mà các anh mà xài mà mình lấy dấu trên giấy, mình xài ngồi chì. Còn nếu mà các anh xài lấy dấu trên kim loại á, thì các anh có cái chân kim loại thì mình có thể lắp vào ha. Đây, hiện tại con này nó đang là chân chì ha. Đó, tổng chiều dài của nó sẽ là 19 cm, hàng rất là đẹp nha các anh. Mã số 21, bộ này giá là 230.000 nha các anh, 21 230.000 full hộp ha.
Và mã số 22 là một con dao chuyên dùng để mình chiết ghép cành ha. Con này hàng của Nhật giúp em này. Dòng này là dòng chuyên nghiệp dùng cái chất gia cấp. Thì đối với những cái con này thì khi mà cùn thì mình chỉ cần mài đi là mình xài tiếp được rồi, cực kỳ là ok. Phần lưỡi con này là vẫn còn đang ngon ha. Đó. Tổng chiều dài của nó sẽ là 18 cm nha các anh. Con này khi mà các anh làm á, nó không có bị đau cái cây, nó sẽ tăng được cái khả năng mà các anh chiết kiếp cây nó thành công. Đó, mã số 22, con này giá là 250.000 nha các anh, 250.000. Và mã số 23 là một con dao chặt cực kỳ xịn sò trong ngày hôm nay, hàng của nhà Aritsugu ha các anh. Đây là một con dao chặt ha, các anh có thể dùng nó để mình chặt gà, chặt vịt các kiểu đều là ngon hết. Và cái lưỡi, phần lưỡi con này là lưỡi bén giúp em nha các anh, phần lưỡi còn rất là bén, về là mình chỉ có xài thôi nha các anh. Đó, hàng của Aritsugu thì không có gì để chê đây, full hãng, full tên chữ các mộc các kiểu là đầy đủ này. Cái chốt này bằng đồng này, các anh thấy không? Đó, rất là đẹp nha. Dòng này là con dao chặt vô cùng là dày dặn để mình có thể làm việc, lưỡi bén. Tổng chiều dài của nó là 25,5, phần lưỡi của nó là tầm 13,6 cm. Tổng độ dày của con này là 5 ly. Con này dày lên tới 5 ly ha, một con dao chặt. Đó, và trong những cái dịp cuối năm thì khi các anh làm tiệc, làm cỗ hoặc là nấu ăn gia đình thì mình luôn cầm cái con dao chặt, nó vừa bén và nó có cái độ bền để mình có thể làm, mình hoạt động nó tốt nhất. À, nói về cái chiều rộng thì rộng con này cái phần lớn nhất ở đây của nó là tầm 9,6 cm, còn phần trung bình đây thì nó rộng khoảng tầm là 8,5 cm ha. Mã số 23 giúp em, dao chặt của Aritsugu, mã 23. Và mã 24 là một cặp vít. Nó cặp vít lùn ha. Cặp này thì các anh sẽ chuyên làm việc ở trong những cái ngóc ngách hẹp nhỏ này. Đó, làm việc cực kỳ là ok. Nó thiết kế theo cái cơ chế dạng là chống lăn này. Đó, và thiết kế dạng trái khế. Khi mà các anh làm thì nó sẽ có cái độ bám để mình xoáy vặn nó ok hơn. Hai con này là đều của Mỹ hết luôn đó các anh. Ấy của Mỹ hết luôn này. Đó. Con này là vít 6 ly 3, con này như là cũng 6 ly đó các anh. Đó. Đó, đúng rồi, con này cũng 6 luôn. Hai con này rất là dễ xài, size thông dụng luôn ha các anh. Cặp này mã 24 ha, giá của nó là 150.000 một cặp ha các anh, 150.000. Và 25 là một con dũa dao kéo. Dòng này là của nhà TOA Nhật Bản ha. Con này thì nó sẽ có thể tự lích được ở các cái góc độ ha. Đó, thì khi ở các cái góc độ này thì các anh sẽ có thể tự mình điều chỉnh được các cái góc độ phù hợp với cái chiều chuốt của con dao ha. Đây, đây là có thể rút dao kéo ở đây là chuốt những cái góc ngắt ngắt đây, các cái đầu còn rất là đẹp. Đây là một con dũa kim cương ha các anh. Đó, con dũa kim cương hàng xịn của Nhật, nên khi mà các anh dũa đó, nó có một cái độ bén và nó không có bị thô ha. Đó. Tổng chiều dài là 21 cm, phần lưỡi là tầm 13,5 cm, là tính từ đây lên hết này. Mã 25 giá là 380.000 nha các anh, 25 380.000. Và 26, mã 26 là một con mỏ lết của nhà Lobster giúp em ha. Con này với tổng chiều dài của nó sẽ là 15 cm nha các anh. Đó, 15 cm. Phần ngàm nghiếc đồ thì vẫn còn rất là ok, ngon lành cành đào để các anh có thể làm việc và sử dụng ha. Đây, em mở đây. Đó, con này ngàm của con này là 2,5 cm giúp em ha, 2,5 cm. Dạ rồi, con này mã số 26 ạ, 26. Giá của nó là 150.000 nha các anh. Mã 26 150.000. Và mã 27 là một con súng xịt hơi của nhà Kinki. Con này hàng của Nhật giúp em này, made in Japan, hàng của Nhật, full die các kiểu là ok hết rồi, chỉ có bỏ vô là mình xài thôi nha các anh. Con này là hàng ngon lành cành đào, không có bị rỉ, không có bị xì hết gì hết ha. Đây các anh thấy nè, đây là các cái đầu của nó, của Kinki luôn đó, full bộ, full hết luôn cả cái đầu cả thân. Mã 27 con này giá là 300.000 giúp em nha các anh, 27 300.000.
Dạ 28. 28 là một con kiềm bắp chết của nhà Vinescript giúp em. Dòng này sẽ là dòng size 10 in, được sản xuất ở Davidson Watterson, hàng của USA. Cái chất thép của nó rất là tốt ha. Những cái con này nó thuộc cái đỉnh cao công nghiệp của Mỹ này nha. Đó. Khi mà các anh sử dụng những cái con cái dòng chất thép này thì các anh xoáy vặn các kiểu á, thì nó đều đạt cái hiệu suất nó tốt ha. Đây, hàng của Vinescript nha các anh. 10 in thì tương đương với khoảng là tầm 22,5 cm tầm đó ha các anh. Đó, bên trong phần răng lợi ở đây ạ. À. Răng lợi con này thì vẫn còn ok nha các anh, để mình có thể làm việc sử dụng nè. Đó. Con này mã số 28 giúp em, size 10 in có lưỡi cắt, giá là 700 nghìn nha các anh, 28 700 nghìn. Dạ 29 là một con cờ lê, dòng này là của nhà Marvel ha các anh. Đây. Cái hiệu của hãng nó ha, con này là hàng của nhà Marvel. Nó là một con cờ lê ngàm, các anh thấy là cờ lê ngàm miệng nhìn có vẻ bình thường đúng không ạ? Nhưng mà con này nó sẽ có là 4 số, gồm có 18, 19 và 20, 22. Ví dụ như thế này thì các anh đang 20 này, đó, tụt xuống ở đây thì nó sẽ là 22, các anh thấy không? Đó, bên này cũng vậy nè. Bên đây thì nó đang là 18 đó, tụt xuống đây thế này là 19 nè. Đó, các anh thấy rất là ok. Đây đây nó sẽ có một cái đầu cố định, là một đầu có thể là nó di chuyển được này, để có thể gọi là lít được cái size của nó ha. Tổng chiều dài của mã này là 20,5 cm. Mã 29 giá của nó là 280.000 nha các anh, 29 280.000, mua 1 mà được 4 ạ. Và mã số 30 ha các anh. 30 là một con kéo cắt ống của nhà MCC. Con này là hàng của Nhật giúp em, và nó cắt tối đa lên tới phi 48. Các anh thấy về phần ngoại hình của nó là còn rất là đẹp luôn nha các anh. Đó. Lưỡi cắt thì các anh mở có cái lưỡi mở tự động. Ở đây là về phần lưỡi của nó ha. Lưỡi con này thì đã được mài bén rồi, hoạt động ok. Các anh về là mình chỉ có xài thôi ha. Đó. Đây các anh thấy không? Đó, lưỡi con này đã được mài đến ngon lành, cành đào về thì mình chỉ có xài thôi. Đó, đây ạ. Ngoại hình đẹp ha. Cắt tối đa phi 48, sai gọi là bình thường phi tới 42, con này tới 48 là cực kỳ ok rồi đó các anh. Mã 30, giá của nó là 380.000 ạ. 30, 380.000. Dạ mã số 31 là một thùng đồ nghề 3 tầng nha các anh. Đó, các anh thấy về phần ngoại hình là con này vẫn còn rất là đẹp nha các anh. Đó, cực kỳ là ok. Và size con này là hàng của nhà Toyo giúp em này. Đó, thùng đồ nghề của Toyo ha. Ngon lành cành đào đúng không ạ? Đó, các anh thấy không? Nè, đó, rất là ok. Con này thì các anh nói ví dụ như cái này mình sẽ mắc thêm một cái dây khóa hay cái gì đó lại được, để khi mà các anh sắt đồ đó hoặc là mình bảo quản cái đồ nghề của mình vẫn được ha. Đây là cái đai chốt của nó này. Đó thì khi mà các anh làm thì mình sẽ dùng cái ổ khóa mình khóa lại chẳng hạn ha. Đó. Con này thì cái tổng chiều dài của nó là 35,5 cm nha các anh. Con này chiều dài của nó là đây, có anh thấy có các cán tay cầm là rất là chắc chắn này. Đó. Mang đi nó có độ lưu động cao. Tổng chiều dài là 35,5 ha. Chiều cao của nó là 23 cm, 23 cm là chiều cao. Và cái chiều rộng của nó, chiều rộng của nó thì là 22 cm ha các anh. Đó, các cái phần chiều rộng của nó thôi. Đó, đây cái chiều rộng của nó đây là 22 cm. À, và đây là một cái thùng đồ nghề 3 tầng cực kỳ là hữu dụng, bây giờ để mở ra bên trong nha các anh. Đây, các anh thấy không ạ? Các anh thấy không ạ? Đây. Đây là một cái thùng đồ nghề 3 tầng ha. Nó sẽ có các cái tầng này, 1 tầng, 2 tầng nè, 3 tầng nè, và nó sẽ gồm có tổng là đây là có các cái ngăn nè. Đó. Đó, nó sẽ gồm có 4 cái ngăn nhỏ ở đây đó, và một cái chính ở đây ha. Con này thì còn rất là ngon đẹp. Và các anh thấy ở đây là nó sẽ có những cái tấm thẻ ha. Đây, nó sẽ có những cái tấm thẻ, thì với những cái tấm thẻ này đó thì các anh sẽ gắn vào trong đây để nó tạo cái vách ngăn, để khi mà các anh để ví dụ như là đinh tán hoặc là ống vít gì đó nó không có bị lẫn lộn vô nhau ha. Đó thì đây nó sẽ có những cái tấm thẻ này, khi anh sử dụng cái thẻ này thì mình rút cái thẻ nó ra giúp em là được ha. Đó, bên đây thì các anh tùy, mình có thể gắn hai bên, lấy cái thẻ đó gắn bên đây cũng được, bên kia cũng được, đó bên nào cũng được, tùy mình ha. Và nó sẽ có các cái ngăn như thế này, các anh được rồi búa nè, rồi đựng các cái kìm các kiểu, và cực kỳ là ok rồi ha.
Do em quay có một tay thành thử em hơi khó thao tác cho anh thông cảm ha. Chứ con này tổng cái cân nặng của con này là tầm khoảng là 5,2 kg lượng ha, 5,2 kg 5,3 kg lượng á ha. Đó là cái cân nặng của con này. Rất là chắc chắn nha các anh, con này cực kỳ là chắc chắn, ngon lành canh đào. Mã số 31 giúp em thùng Toyo của Nhật 3 tầng ha, con này thùng 3 tầng ha. Đó, rất là ok. Dạ rồi thì em để lên tổng cộng là 31 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.